Hi, xin chào mọi người, thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để lấy trang phục hanbok trong bảo tàng. Hiện tại là mình đang đứng ở Plaza, bây giờ mình sẽ chạy qua khu trung tâm nha. Ok, tới trung tâm rồi thì mọi người chạy theo mình nha, nó sẽ nằm ở phía sau này nè. Tới đây là mọi người cũng thấy cái viện bảo tàng rồi đúng không? Bây giờ mình chạy vô trong luôn nha. Tới nơi rồi nè, thì đây là nơi mà mọi người có thể câu được túi may mắn có trang phục hanbok. Thường là túi may mắn sẽ xuất hiện ở bóng 2 hoặc là bóng 3, nếu mọi người chỉ lọc hai bóng này cho mình thôi nha. Và trong cái túi này nó sẽ có 6 vật phẩm ngẫu nhiên. Đầu tiên là bộ đồ nữ thì sẽ có mũ chóp hồng nhạt, váy áo hanbok hồng nhạt và giày thêu hoa hồng. Còn bộ đồ nam thì sẽ có mũ vải xanh, hanbok công tử xanh và giày bệt xanh. Và thời hạn câu trang phục này là mãi mãi nha mọi người. Gần đây là lúc mình câu lên được túi may mắn nè, mọi người cùng xem nha. Thì đó là cách để nhận được trang phục hanbok đó mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Bye bye.